Chào các bạn, hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia xin giới thiệu các bạn một bức lũa trầm ghép có tên là bức bốn mùa. Trên chất liệu lũa trầm hương nguyên khối thì chúng tôi đã ghép và tạo ra một cái tác phẩm có tên là bốn mùa. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, ở vùng này. Đây là vùng cây trúc, vùng này là vùng cây tùng xà. Đó, vùng này là vùng cây mai và vùng này là cây hoa cúc. Tổng thể một bức lũa cảnh này của chúng tôi thể hiện các cái cây đặc trưng của bốn mùa ở Việt Nam và đặc biệt là ở miền Bắc. Đó là các cái cây đặc trưng theo từng mùa. Đó, kèm thêm cảnh trên chất liệu xương và các con vật thì chúng tôi dát vàng điểm. Vàng 24K. Đây là những con bướm đậu trên cây cúc. Đây là con chim và bướm đậu trên cây mai. Đây, vùng này là mặt trời và mây. Đây là con chim đậu trên cây tùng xà. Còn đây là một khóm trúc. Trong điều khác á, thì các cái bạn chơi tranh dạng điêu khắc thì bao giờ cũng hầu như là có một cái bộ bức bốn mùa ở trong nhà. Cái ý nghĩa của cái bức bốn mùa này thì rất chi là rõ ràng. Như mùa xuân thì là có thể có các cái đặc trưng là hoa mai, hoa lan và hoa đào. Mùa hạ thì là cây trúc, cây sen, hoa hồng hoặc hoa lựu. Mùa thu, hoa cúc hoặc hoa phù dung. Mùa đông thì là cây thông hoặc cây tùng. Đó, các bạn nhìn hoặc là các bạn xem bất kỳ một cái bộ tứ quý, tức là bộ bốn mùa nào cũng vậy, sẽ đều có những cái cây đặc trưng vào từng mùa. Về cái ý nghĩa của bức tranh tứ quý thì ở Việt Nam mình có các cái ý nghĩa và lý giải như sau. Về hoa mai thì nhiều người nghĩ đến hoa mai là đặc trưng mai vàng ở miền Nam. Tuy nhiên, cái hoa mai trong tranh tứ quý đó là mai trắng. Cái mai trắng ở miền Bắc á, thì nó vượt qua cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông và nó bung nở rực rỡ vào mùa xuân, đặc trưng cho sự tinh khôi thuần khiết và sức sống mãnh liệt. Trong bức bốn mùa này thì hoa mai mang đến ý nghĩa là tấn tài, tấn lộc, giàu sang, phú quý. Thế còn cây trúc. Đây, cây trúc đây các bạn. Cây trúc là một trong một loài cây có sức sống mãnh liệt, chịu được thời tiết khô hạn, không mưa, quanh năm nhưng vẫn xanh tốt. Thân cây vừa dài vừa cao lại luôn đứng thẳng, không bao giờ cong rạp xuống đất cho dù đã bị đốt cháy. Hình ảnh cây trúc gắn liền với người quân tử. Đức tính ngay thẳng kiên cường, không chịu khuất phục hoàn cảnh. Vì vậy, hình ảnh cây trúc là tượng trưng cho sự bền vững, kiên cường trước gió.
Đó, đây là ý nghĩa của trúc các bạn. Đây, đây là cái phần ghép cây trúc của bức tiểu cảnh này. Thế còn hoa cúc hoặc là hoa phù dung thì trong bộ từ quý hoa cúc vạn thọ, kể cả khi tàn thì hoa cũng không hề bị rụng khỏi thân cây. Trong phong thủy, hoa cúc hay hoa phù dung tượng trưng cho sự thanh cao, tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống. Hoa cúc là biểu tượng của mùa thu trong tranh tứ quý. Nó mang ý nghĩa cấu trúc cho sự trường thọ và nhân cách thanh cao. Đây là cái phần cạnh của hoa cúc của chúng tôi. Đó. Tôi đi các cái hướng cho các bạn nhìn. Thế còn cây tùng. Ở đây là trong bức này thì chúng tôi thợ các anh em thợ của chúng tôi là làm là cây tùng xà dáng thác độ. Cây tùng thì là một loại cây bộ rễ rất khỏe, có thể bám giữ tốt ở bất kỳ địa hình nào, dù là đồi núi, gió lớn hay là vách đá treo leo. Cây tùng tượng trưng cho khí phách anh hùng, sẵn sàng gánh chịu mọi khó khăn, không hề than vãn kêu ca, thầm lặng vượt qua mọi thử thách. Đó, đó là cái ý nghĩa của cây tùng các bạn. Thế thì cái tổng thể của cái bức tứ quý hay là bức bốn mùa, khi treo tranh hoặc là các tác phẩm điêu khắc ở trong nhà hoặc là trong phòng khách, trong văn phòng của các bạn, thì bức tranh nó đem lại cho sự hài hòa, cân bằng âm dương, cũng như là từng cái cạnh nó thể hiện cái ý chí, cái khí phách, cái mục tiêu của gia chủ. Nên khi các bạn thích điêu khắc ấy, thì bao giờ ngoài những cái bức tranh, ví dụ giả sử như là những cái bức mà về vinh quy bái tổ này, hay là những cái bức mà về thuận buồm xuôi gió này, thì cái bức tứ quý bốn mùa cũng là một trong những bức mà phần lớn là mọi người sẽ trưng ở trong cái không gian của mình. Đó. Thế thì là cái tác phẩm này của chúng tôi là cái chất liệu chính, đó là lũa trầm hương tự nhiên. Đây là cả khối trầm. Nó dạng lũa, hay là miền Trung anh em còn gọi là dạng dục đấy. Các cái cạnh thì chúng tôi được là các cái cạnh thì các thợ của chúng tôi làm bằng xương động vật, tỉa ghép rất tỉ mỉ, công phu. Đây là cái mặt sau, để các bạn nhìn này, nó lũa rỗng hết. Đó. Thì đây là một trong những dòng mà bên trầm hương hoàng gia của chúng tôi triển khai trên thị trường, và mong muốn có điều kiện để giao lưu với các bạn yêu nghệ thuật, cũng như là thích các tác phẩm kết hợp giữa trầm hương và các cái vật liệu quý khác để tạo nên tổng thể hài hòa, một tác phẩm độc nhất vô nhị, mang bản sắc cá nhân và có ý nghĩa phong thủy cao. Các sản phẩm của chúng tôi thì sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Để chiêm ngưỡng trực tiếp những tác phẩm này, mời các bạn đến showroom của chúng tôi tại Nội Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội. Bên chúng tôi sản xuất trực tiếp các sản phẩm
ở ngoài Hà Nội. Vì vậy, các bạn có thể trong quá trình triển khai, các bạn có thể theo dõi trực tiếp cũng như là góp ý nếu có những cái phần nào mà không được như ý. Để tham khảo thêm các sản phẩm của Trà Mưa Hoàng Gia, mời các bạn lên trên website chúng tôi hoanggiahanoi.vn và hogita.com. Số hotline 0984 68 1929. Mời các bạn xem tổng thể của bức 4 mùa này. Được quay cận cảnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.